Vợ chồng Khánh Thi bắt trend thả thính nụ hôn lãng mạn trong trang phục cưới khiến fan suýt xoa. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển luôn khiến khán giả suýt xoa trước mức độ ngọt ngào dành cho nhau. Là một trong những cặp vợ chồng tài năng nhất nhì làng giải trí, Khánh Thi Phan Hiển không chỉ nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ vào cách giữ gìn hôn nhân ngày một mặn nồng, mà cả hai còn khiến khán giả nhiều fan suýt xoa khi thường xuyên sánh vai nhảy nhót cùng nhau. Mới đây, hai vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển tiếp tục khiến dân mạng xốn xang khi đăng tải đoạn clip nhảy nhót trên trang TikTok cá nhân. Có thể thấy, hai vợ chồng đã có những khoảnh khắc đầy ngọt ngào ngay tại trời Tây. Trong đoạn clip được đăng tải nhân một ngày nắng đẹp mà Khánh Thi Phan Hiển đã rủ rê nhau lên đồ nhảy nhót đầy đẹp mắt. Diện trang phục được dân mạng ví von như trang phục cưới, cả hai ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng bởi sự nhí nhảnh, hồn nhiên, nhất là cô nàng Khánh Thi. Những động tác tay chân đều được Khánh Thi Phan Hiển thực hiện khá tương đồng và đẹp mắt cùng nhau. Không những thế, cuối đoạn clip cả hai còn khiến dân tình rụng tim khi hôn nhau đầy lãng mạn dưới cái nắng của Paris. Thời gian qua, vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi những đoạn clip nhảy đôi luôn nhận được lượt view cao ngất ngưỡng lên đến hàng triệu view. Đây là con số mơ ước của bất kỳ TikToker nào khi thực hiện nội dung trên mạng xã hội này. Được biết, để có được tình yêu viên mãn như ngày hôm nay, Phan Hiển Khánh Thi trải qua không ít sóng gió. Hiện tại, Khánh Thi đang có cuộc sống viên mãn cùng gia đình chồng và hai nhóc tỷ đáng yêu. Chưa dừng lại ở đó, Phan Hiển cũng từng chia sẻ về việc sắp sửa tổ chức đám cưới cùng Khánh Thi. Trước đây, tôi nghĩ cả hai chỉ cần sống chung hạnh phúc, hòa hợp là đủ, đám cưới chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ.